Xin chào các bác, hôm trước thì em có giới thiệu về cái xe Toyota Wigo số sàn và cái chương trình khuyến mại hiện tại thì của cái dòng Wigo này. Ngoài cái chương trình giảm giá tại đại lý thì sẽ được tặng kèm thêm một gói phụ kiện trị giá khoảng 10 triệu đồng. Thì cũng có rất nhiều người hỏi em là cái 10 triệu này thì mình sẽ làm được những cái phụ kiện gì. Thì hôm nay đây là chiếc Wigo mà chuẩn bị giao tới tay khách hàng. Đây là phiên bản Wigo số sàn, có giá bán niêm yết là 345 triệu và được giảm giá 25 triệu, khách hàng còn thanh toán là 320 triệu. Chiếc xe này thì đã được Toyota Thăng Long bên em hoàn thiện tất cả các thủ tục chọn gói như là đăng ký, đăng kiểm, bảo trì đồng bộ và sẵn sàng xuống đường. Ngoài ra thì xe cũng đã được trang bị sẵn thêm gói phụ kiện 10 triệu. Thì hôm nay em muốn nói rõ hơn một chút về gói phụ kiện đang khuyến mại trong tháng 7 này cho các bác. Thứ nhất là gói phụ kiện này sẽ bao gồm dán phim cách nhiệt. Đây các bạn đang quan sát đó, đây chính là cái xe mà đã được dán phim cách nhiệt rồi. Đây các bạn này. Đấy, sau khi dán phim cách nhiệt thì chúng ta rất là dịu mắt như này. Và cụ thể của cái dòng phim cách nhiệt này thì đây là dòng phim cách nhiệt có thương hiệu Suntech, được nhập khẩu nguyên chiếc, nhập khẩu từ Mỹ và được bảo hành 10 năm tại Toyota Thăng Long. Nếu không may có bất kỳ một cái rủi ro nào, ví dụ như là xước hoặc bị rộp, nổ thì Toyota Thăng Long sẽ dán lại toàn bộ. Đó các bạn, sau khi mà các bạn dán cái phim cách nhiệt này vào thì chúng ta sẽ thấy là nhìn chiếc xe nó rất là khỏe đó, và nó đảm bảo được tính riêng tư. Đây ví dụ như em có dí sát cận cảnh như này các bác cũng không thể biết được là bên trong xe có người ngồi không. Ngoài cái tính đảm bảo riêng tư thì cái quan trọng hơn của phim cách nhiệt đó chính là nó có thể cách nhiệt và chắn được cái tia UV gây hại cho da cũng như là bảo vệ nội thất. Đó, phụ kiện đầu tiên các bác vừa quan sát đó chính là dán phim cách nhiệt, nhập Mỹ và bảo hành 10 năm. Phụ kiện thứ hai mà Toyota Thăng Long đang khuyến mại cho khách hàng trong đợt này đó chính là một bộ ghế da. Như các bác đang nhìn đấy, xe nguyên bản nhá thì nó sẽ là ghế nỉ thôi, nhưng mà đây chiếc xe này thì đã được bọc sẵn ghế da rồi. Và ghế da này các bác nếu không thích màu đen này, các bác có thể tùy chọn rất nhiều màu sắc khác. Ví dụ như có người thích màu đỏ này, màu vàng này. Đó. Và đây như cái khách hàng này thì người ta chọn một cái loại ghế da, ghế da đen chỉ đỏ, nhìn cũng khá là thể thao và hợp với cái tông màu của xe. Thì đây chính là bộ ghế da, là phụ kiện thứ hai mà Toyota Thăng Long đang tặng trong gói phụ kiện 10 triệu. Thứ ba như các bác đang quan sát đó chính là cái trải sàn da này. Các bác lưu ý phân biệt giữa trải sàn và lót sàn nhé. Đây, cái tấm này là tấm thảm lót chân này. Thì cái này sẽ nguyên bản theo xe, theo từng dòng Toyota Wigo. Còn lại, đây chính là cái phần trải sàn da mà Toyota Thăng Long đang tặng cho khách. Các bác thấy là nhấc hết ghế lên này, trải một lớp từ đầu đến cuối thì chiếc xe sẽ rất là sạch sẽ và dễ vệ sinh, sẽ không có chuyện ám mùi vào sàn. Sau này các bác vệ sinh các thứ đều rất dễ luôn. Đây, em sẽ mở cửa để các bác nhìn cái hàng ghế thứ hai chút. Bọc da lên thì nhìn chiếc xe nó sang trọng rất nhiều so với cái nguyên bản. Các bác không thích có thể lựa chọn màu da khác nhé, thoải mái. Đó chính là phụ kiện thứ hai, chính là trải sàn. Phụ kiện thứ ba là cái mi che mưa này. À xin lỗi các bác, phụ kiện thứ tư, mi che mưa hay còn gọi là chắn nắng sườn xe. Cái này thì sẽ có tác dụng rất tốt trong trường hợp mà ví dụ như trời mưa chẳng hạn, các bác muốn hạ kính xuống tầm 3-4 phân, đó thì mưa sẽ không thể hắt vào trong được, trong khi thì luồng gió vẫn có thể đổi trong ngoài. Và cái này cũng có một tác dụng rất quan trọng, đó là ở cái vị trí của người lái thì khi mà có ánh nắng mặt trời chiếu xiên chéo các bác nhé, thì cái này nó sẽ không bị hắt nắng vào đến mặt mình thôi. Đây chính là bốn cái phụ kiện mà Toyota Thăng Long đang tặng kèm trong trường hợp mà các bác mua xe Toyota Wigo vào thời điểm hiện tại. Ngoài bốn cái phụ kiện mà hầu hết các khách hàng lựa chọn này, các bác có thể lựa chọn thêm, ví dụ như là mình không thích dán kính Suntech, mình có thể dán kính Luma hoặc là dán kính 3M tùy theo cái nhu cầu sử dụng của mỗi khách hàng. Các bác không thích bọc ghế da, các bác có thể lựa chọn thành cam hành trình hoặc là cái gì đó đều được. Đó, miễn làm sao là sẽ nằm gọn trong cái báo giá 10 triệu phụ kiện. Thì đây chính là cái tổng thể của gói phụ kiện 10 triệu mà Toyota Thăng Long đang tặng cho các bác trong thời điểm hiện tại mua xe Wigo số sàn. Mọi thông tin chi tiết về thủ tục dòng xe cũng như là khuyến mại và trả góp, các bác vui lòng liên hệ trực tiếp với em. Em là Nghĩa, phụ trách bán hàng tại công ty cổ phần Toyota Thăng Long tại địa chỉ 316 Cầu Giấy, Hà Nội để nhanh chóng sở hữu.
cái chiếc Wigo này với cái số vốn ban đầu chỉ tương đương khoảng tầm 95 triệu là các bác có thể sở hữu xe rồi. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bác một ngày sớm nhất ở Toyota Thăng Long. Xin chào, hẹn gặp lại và cảm ơn các bác.